Chính sẽ là sự quay trở lại của người nghệ sĩ tiếp theo mà chúng ta yêu mến, Osen Ngọc Mai, xin mời. Đó là Osen Ngọc Mai và vũ đoàn Lavender. Tiết mục Vũ Điệu Gió, sáng tác Vũ Minh Tâm. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Thưa quý vị đấy.